Không biết là đây có anh em nào đang chơi Sunwin không ạ? Đấy, thì không biết là Sunwin đợt này là anh em chơi cảm thấy nó có ok không? Nhưng mà theo cái anh em tôi thấy ấy, một số anh em có báo về anh em, một số anh em có báo về ấy, đó là Sunwin hiện tại thì rất là bị bợm luôn. Cái trường hợp mà anh em chơi những cái vốn gọi là dưới một củ ấy thì nó thả cho anh em trôi, nuốt trôi. Còn cái trường hợp mà vốn anh em đánh to ấy là nó bế anh em luôn. Nó bế anh em luôn, nuốt hết anh em nhá. Địt mẹ mày đang trong trò chơi khác là sao? Trời ơi. Lạc thế nhờ. Đấy cái trường hợp mà gọi là anh em đánh lớn ấy, trên một củ ấy là nó sẽ bế ngay, nó sẽ hút máu ngay anh em nhá. Cho nên là thời điểm hiện tại là một một trong những khoảng thời gian gọi là rất là áp lực. Đấy, cực kỳ áp lực đối với thằng Sunwin. À, nên là anh em nên cẩn trọng thôi, nên cẩn trọng thôi anh em nhé. Tốt nhất là mình cứ từ từ thôi, hãy đợi một thời gian cho nó ổn định, cho nó ok rồi hẵng chơi tiếp. Bởi vì Sunwin hiện tại là đang trong bờ vực gọi là đối diện. Tôi đang lấy thu thập ý kiến của nhiều anh em nhé. Đấy và tôi tổng kết lại và tôi đưa ra cái lời đánh giá, đưa nhận nhận xét đấy, đó là thằng Sunwin hiện tại đang đối mặt với nguy cơ đó là bị bay màu của cái bộ ngành này, bộ môn này, bởi vì nó đang bị tẩy chay rất là nhiều. Đấy, nên là đây là thời điểm mà anh em nên dừng lại một chút. Anh em có thể chơi những con khác, những con game khác, những bộ môn khác. Đấy, và đợi cái thằng Sunwin nó hồi. Tôi trước đây cũng là một tín đồ của Sunwin mà anh em, nên tôi biết khi nào thì mình nên 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 nên, nên. Năm này địt của mẹ em này, gãy kia, khi nào thì mình nên vào. Đấy, và khi nào thì mình nên đứng lại. Đấy, để do gọi là những cái vấn đề nhạy cảm nó qua đi cái đã rồi hãng chơi tiếp. Đã xác định chơi ấy, muốn có lãi đầu tiên ấy là phải tĩnh. Tĩnh ở đây là gì? Cái tâm mình nó phải tĩnh, chứ không phải là anh em cứ mẹ cứ khi trong khi mọi người đang 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 xôn xao như thế thì anh em cứ nhảy vào anh em chơi, mẹ lỡ đâu mẹ mất mất trắng thì làm sao, đúng không? Đấy, mà khi mà đã mất rồi ấy, cái bản thân con người mình rất là hay dối ấy. Mà khi đã mất rồi ấy thì cứ 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 a dua vào để mà cứ xô vào để mà gỡ, đúng không? Mà càng gỡ thì càng đi thôi, nên là hãy cẩn trọng vào, bình tĩnh thôi. Muốn kiếm lãi, muốn kiếm 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 tiền với những cái con cái bộ môn này là anh em phải tĩnh vào. Đấy, chứ tầm này mà anh em cứ cứ chơi theo kiểu là được ăn cả ngã về không thì xác định luôn, mẹ lại lạc rồi, mạng tôi đéo hiểu kiểu gì luôn anh em, đéo hiểu mạng kiểu gì luôn đấy, mẹ rất là chán đời, báo thật sự luôn, mạng thế này thì hỏng rồi. Cầu đáng đẹp nhưng mà nói chứ anh em, cầu nó đang đẹp mà nói chứ đấy, tay vừa rồi vẫn ăn đấy anh em, tay vừa rồi vẫn ăn đấy, mẹ báo thật sự luôn, báo thủ. Tháng nào cũng 200k tiền mạng như thế này thì ôi trời ơi, thật sự luôn. Nhiều lúc xem cái TikTok mà nó cũng là vẫn lag đấy anh em ạ. Ảo thật sự luôn. Rồi, ok. Thì tôi giới thiệu qua cái con app mà hiện tại mà tôi đang chơi đây em nhá. App 68 game bài. Đấy, cũng là nó cái thằng 68 game bài này, và thằng Go 88 này, Sunwin. Thì hiện tại thì đang là một trong ba con tài xỉu quốc dân mà anh em có thể tham khảo để chơi thử đấy. Nhưng mà Sunwin hiện tại thì nó lại mất màu, mẹ nó mất màu thật sự rất là chán luôn. Trước đây thì chơi Sunwin rất là lâu, gắn bó rất là một khoảng thời gian rất là dài, cho nên là mình cũng cảm thấy là ừ, nó có cái gì đấy nó hơi lấn cấn ở đây anh em ạ. Mình đã chơi Sunwin cũng gọi là xấp xỉ 3 4 năm đấy, 3 4 năm là ít đấy anh em ạ, nhưng mà bây giờ thấy nó đi vào cái bờ vực gọi là phá sản như thế thì mình cũng hơi tiếc một tí, nhưng mà cũng kiểu do nó thôi anh em ạ, do nó thôi, làm ăn chán đời thì người chơi sẽ tự quay lưng lại thôi, đúng không? Đấy, anh có thể thấy là con game 68 này, 68 game bài này anh em, tôi mới chơi khoảng tầm 1 năm rưỡi quay trở lại đây thôi. Đấy thì cảm thấy rất là ok. Trước đây thì cũng khá là ít người đấy, khá ít người chơi đấy, nhưng mà kiểu mẹ gợi ý này, kiểu con game nó uy tín đấy anh em, nó uy tín, nó xanh chín thì người chơi sẽ tự nhiên tìm đến thôi, và dần 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 là tiếng 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 tốt ở đồn xa thì anh em cứ vào là dã thôi. Đấy, có những hôm mẹ mình cái hũ này là cái em là cái hũ này là hiện tại là 8 8,5 tỷ này,
có hôm nó nổ ấy, thì tức là cái điều kiện để mà cái hũ này nó nổ ấy là nó lên ba con 6 này hoặc là ba con 1 đấy. Thì nếu mà lên ba con 6 ấy thì anh em đánh tài sẽ được ăn cái hũ đấy, nó sẽ chia đều ra, ba con 1 thì anh em đánh xỉu sẽ được chia đều đấy. Có những hôm ấy, có những thằng, có những thanh niên gọi là nổ đến 200-300 củ anh em, rất là kinh khủng luôn, kiểu nó xanh chín, một con game nó xanh chín đánh rất là sướng, kể cả thua cũng rất là sướng anh em nhá. Đấy, cá nhân mình thấy như thế, cho nên là anh em hãy bình tĩnh và tìm cho mình một cái con đường gọi là an toàn, dứt khoát để mà chơi mẹ mày. Chứ đừng có, mẹ biết là Sun Queen anh em đánh rất nhiều rồi, phụ thuộc vào nó rất là nhiều, cầu kèo mình cũng nắm rõ rồi, nhưng mà nó bịp quá thì mình phải tìm con đường khác cho bản thân thôi đúng không? Thiếu gì game để chơi, mình là khách hàng mà anh em, mình là khách hàng mà mình có rất là nhiều sự lựa chọn, là cứ thằng nào tốt là mình phang cái đã, cứ thằng nào tốt là mình dã, được chưa? Rồi thì tôi cũng muốn chia sẻ với anh em một chút về kinh nghiệm chơi tài xỉu cũng như là cái cách vào vốn như thế nào cho nó hợp lý, thì khi mà anh em gặp cái cầu dàn cậu như thế này rất là đẹp rồi đúng không, và cầu đang chạy rất là êm, cầu 22 nhưng mà hiện tại thì khá là dài, nên là ví dụ nhá, cái tay này này, cái tay tiếp theo là cái tay chuyển giao cầu đúng không, ở đây là đang là đi 22 nhưng mà hết hai cái tài rồi thì hiện tại nó sẽ đi sang hai cái xỉu đúng không, thì nếu như mà cái tay tiếp theo đây sẽ gọi là tay chuyển giao thì anh em có thể đánh nhẹ thôi, chuyển giao cầu anh em đánh nhẹ thôi, còn nếu mà nó về xỉu luôn ấy thì tay sau anh em giã mạnh, hiểu ý chưa? Đấy, tức là tay này nó về xỉu này thì có nghĩa là nó đã vào cầu rồi, vào form rồi, đánh 2M thôi. Đấy, nếu mà nó về xỉu ấy thì tay sau mình sẽ giã xỉu mày luôn. Hiểu ý chưa anh em? Hiểu ý về cách cách chia vốn chưa? Tức là có nghĩa là không phải là cầu nào anh em cũng vào cái số vốn đấy, địt mẹ mày thấy chưa? Tay đấy mà đánh lớn là mẹ gãy ngay này, thấy không? Mẹ gãy cầu rồi. Đấy. Đấy là cái những cái tay chuyển giao, những cái cầu chuyển giao là mình phải đánh bé thôi, đánh nhẹ thôi. Khi mà nó khớp khớp vào cầu rồi ấy, cầu nó khớp vào nhau rồi ấy thì mình có đánh mạnh. Thì ví dụ tay vừa rồi ấy, anh em, tay vừa rồi là tay này thì tôi đánh tài đúng không? Thì trước là một cái tài rồi. Thì vì sao tôi đánh phát 8M luôn? Đánh 8M luôn mà anh em. Đúng không? Đấy, mình phải kết hợp giữa bắt cầu, soi cầu và vào vốn, chia vốn như thế nào nữa. Chứ không phải là 10 tay mình được 20 củ, mình đánh vào mình đánh 10 tay, mỗi tay 2 củ đánh đều ra như thế thì chắc chắn là sẽ thua. Đấy, cái phương án vào vốn nó cũng rất là quan trọng đấy nhá. Rồi, ok, tiếp tục này, 4 tài này, ở đây 3 tài này, đối xứng qua hai cái thằng này. Đây là cầu đối xứng anh em nhá. Đây là cầu đối xứng nhá. Cầu đối xứng này thì cũng khá là quen thuộc rồi. Dã cái luôn cái tài tay này luôn anh em. Cầu đối xứng này thì khá là quen thuộc rồi. Tôi đã gặp rất là nhiều anh em ạ, nên là tự tin luôn. Tự tin luôn anh em ạ, tự tin luôn. Hôm rồi đấy. Mẹ mày lấy con 5 này, đi mẹ mày gãy kia. Quá tự tin vào cái kết anh em ạ. Và anh thật sự luôn. Đáng đi đẹp như thế thì gãy kìa. Mẹ nó cày. Cày như ăn ớt luôn. Bình tĩnh nào, không phải vội, bình tĩnh xem nào. 8 này, 1 8 này, 2 8 3 8 này, 8 xuống xỉu, 8 xuống xỉu này. Mẹ cái thằng này 8 xuống xỉu luôn. Ok, thua keo này ta bày keo khác, gấp đôi yêu thương luôn em ơi. Ô nhìn tay này luôn. Đây là tiếng quyết định em nhá, tiếng quyết định nhá. Đôi lúc mình phải có những cái tiếng cầu gọi là tiếng cầu quyết định, tiếng cầu đỉnh mệnh anh em ạ. Như thế thì mới đưa mình về bờ được. Đấy nha, không được rén anh em. Tầm này mà đấy chơi đã xác định chơi là không sợ nhá. Chơi mà sợ thì tốt nhất là mình nghỉ, mình không chơi. Khi mà anh em mắc cái tâm lý sợ hãi run sợ phát là anh em dễ dàng đi lắm. Rất là khó đánh, rất là khó bắt cầu. Thật sự luôn. Nên là mình đấy là mình phải cứ phải tự tin, cứ phải tin tưởng vào bản thân mình. Đấy chính là cái bí kíp mà đưa chúng ta để chiến thắng. Ok, mở bát này. Địt của mẹ mày ăn chứ còn gì nữa anh em ơi. Ăn chứ còn gì nữa, tiếng quyết định là phải ăn. Tiếng quyết định là phải ăn anh em ạ. Thôi, có lẽ là ngày hôm nay mình xin phép là mình sẽ dừng lại tại đây anh em nhá. Ok, thì nếu như ở đây anh em nào có những cái thắc mắc gì cần được giải đáp thì anh em cứ bình luận cho tiếp ở dưới video này nhá. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.